Rồi anh Đỗ Vũ xin chào anh chị bạn. Hôm nay mình sẽ cho anh chị bạn xem và cá lóc mình nuôi một dèo nuôi 10 ngày, một dèo nuôi 12 ngày tuổi nha các bạn. Ít chắc giờ mình chưa cho ăn luôn, chắc giờ giấc sáng nha các bạn. Ít này mẫu ba cũng có khá khá này các bạn. Các bạn thấy sáng nó ngồi đều hết, ngồi dày hết, chưa cái nắng nóng quá cái nó nhảy nó. Và chia sẻ anh chị bạn hiểu luôn, ếch mình nuôi có ghẻ lở anh chị bạn đừng có che chùm gì hết, cho nó nắng cho nó nóng lên nó mới mau lành được các bạn. Có nhiều bạn điện mình hỏi mình sao ếch em do này ghẻ nhiều quá có thuốc trị. Bây giờ nếu mà ghẻ mà anh chị bạn để trong mát không có thuốc nào mà trị nổi luôn, kẻ mà anh chị cứ trong mát có lạnh lạnh ngắt lạnh tanh nó không có đường nào mà chị khỏi anh chị bạn. Nếu số lượng mà già ếch mà dày như vậy mà bị ghẻ nhiều anh chị bạn là may cái mùng cái dèo nhỏ anh chị bạn vớt ra, vớt bỏ ra ra ngoài đi, nếu khỏi xử lý nó cũng hết mà số lượng thưa nha, dày quá là nhảy lên không giờ hết nha. Nếu ở chung trong này là những cái con mạnh khỏe nó cứ nhảy tới nhảy lui, khi nó ăn nó nhào nhào nhảy nhảy nó bư lên vết thương hoài lấy sao lành nổi. Đi cho anh chị bạn hiểu thêm. Rồi đây cho anh chị bạn xem cá lóc mình nay 10 ngày tuổi nha bạn. Cái hồi cho quay cho anh chị bạn cá lóc khổng lồ 12 ngày tuổi. Nay con ngón tay út thôi nè các bạn. Các bạn thấy lại xanh hết trơn nè. Thấy mình cái bóng mình lại nó bu lại xanh chưa? Xanh nước. Rồi đây có con bị băng hà nè các bạn. Rồi. Anh trai bị băng hà, nuôi cá lóc thì hao một hai con không nhầm gì các bạn, số lượng 20.000. Rồi để mình thấy thức ăn nó cho ăn cho chị bạn xem. Tay quay tay đổ khó quá, giờ quất hết xuống luôn, quất hết cái khẩu thức ăn này xuống. Bữa hổm mình vắt cục nha các bạn, hôm nay mình không vắt cục mà mình ngâm nước cho mềm mềm rồi mình đổ xuống. Tại con cá lóc nó háo ăn lắm, chị bạn còn nhỏ chị bạn cho nó ăn khô nó dễ bị cái đường ruột nó tiêu hóa không được, nó dễ bị bệnh đường ruột nha. Mình suy nghĩ vậy mình làm vậy thôi, ai làm sao làm, sao quá em đi sao quá. Để mình kéo cái dĩ vô gần gần chút các bạn. Xa quá cái tay trái bóp giấy không đạo lộn, tay trái với không tới. Này nó ăn thức ăn nổi được rồi nghe. Chiều mai gì mình sẽ tháo dĩ bỏ. Để dĩ đóng gồng vi khuẩn không. Ây da. Ủa. Rớt xuống u đậu cá lóc. Rồi mình đổ trên đấy không bạn, mình đổ trên kia không, không đổ trên ống này không ơi. Mình thấy bắt đầu tấn công rồi nè. Cha ngoài cũng làm quá. Quên cột dĩ là cho dĩ luôn bạn ơi, đẩy cái dĩ cho luôn quá thế rồi. Nó ăn cái phao này đẩy cho vô góc luôn, tấp vô đây hết này. Quá thế, ăn chóc cái con chóc.
cha ở ngoài làm quá, tại mình ấy gì quá, đẩy dĩ đeo chợt cái phao cho giật mình lội. Rồi làm động giật mình mà. Giật mình chạy ngoài. Rồi để chút xíu mình để mình lại lắng mình quay cho anh chị bạn xem mà bắt con cá lóc mình nuôi mấy 12 ngày nha. Nhưng mà cái này mình nuôi 10 ngày từ khi cá lồng năm hả, mình quay cho anh chị bạn xem nha. Người ta nuôi bao nhiêu ngày ai biết, cỡ người ta đi. Cá lồng năm là bằng cái ống hút co chứ không phải ống thẳng các bạn. Ốc nhỏ co nhỏ xíu à. Đầu đũa ăn nhỏ, đầu đũa ăn chút xíu rồi hả, bắt cá lồng năm đó. Rồi. Để mình cho ếch ăn xong cái mình lại mình bắt cá mình nuôi 12 ngày quay cho anh chị bạn xem luôn. Rồi mình cho anh chị bạn xem cá lóc mình nuôi 12 ngày tuổi nè các bạn. Chắc sớm mình cho anh chị bạn cá lóc mình nuôi mới có 10 ngày tuổi. Mà người ta nuôi bao nhiêu ngày cả người ta, mình nuôi nhiêu ngày mình nói nhiêu ngày nha. Cá lóc này mình mua ký chứ không phải mua con nha các bạn. Mua cũng hai mấy ký à. Đằng kia hai mấy ngàn con, đây hai mấy ký à. Không con nào hết. Con này vô con khác ra. Đây nè các bạn. Cá lóc mới mua 12 ngày. Ôi thằng đi vô rồi. Để đổ ngoài đi. Nó bẩn đó. Rồi nè các bạn. Con này chứ cỡ ký gửi à. Ký tư ký gửi chứ không dữ đâu. Thấy bự nè, cái này chắc có trứng quá. Cái này chắc để đẻ không? Để cái mỏ. Cá này mình mua cá thịt ăn nha các bạn. Cá này mới có mình nuôi mới 12 ngày à. Ông cậu bảo nuôi bao nhiêu mấy tháng không biết ai biết. Chị bạn xem nè. Tháng hầm nó đẻ luôn. Rồi nay mình bắt lên mình làm thịt ba con. Nay một ngày chủ nhật. Lóc nuôi 12 ngày trước về kia 2 ngày rõ ràng chứ mình không nói dốc láo các bạn. Thì nuôi trong đó nó không thảy thức ăn, không thấy nó ăn. Mình không có quay cho anh chị bạn cá lóc này nó ăn được. Phải quay được cá lóc bự về ăn mới ham nè. Đầu nhím. Còn cái này đầu muốn chờ giờ. Con này là đúng là đầu nhím nè. Này cũng đầu nhím mà nó ốm, nó không ăn, nó ốm, nó chờ giờ. Là cá lóc đầu chờ giờ. Bấm gì không?
Rồi nào bạn, bữa nay một ngày chủ nhật đẹp trời, bữa nay bắt con có hai hai chồng em nó lên thì bắt bốn con này lên nướng làm cái sinh nhật của mình. Ba mươi mấy tuổi rồi mới làm sinh nhật. Nó chơi gì chứ chủ nhật nướng cá này ăn chơi các bạn. Là bốn con mới nuôi 12 ngày tuổi. Quay cho anh chị bạn xem. Cá này mình nướng lột da xong rồi cái đầu mình kêu con kỳ lại. Mà cầm cây sẵn nha, kêu lại cầm cây sẵn mấy bạn, không cầm cây là quất liền. Rồi cái video mình hôm nay làm cho anh chị bạn xem cá lóc mình sáng quay cho cá lóc mình ăn, với xem cá lóc này là nuôi 12 ngày thiệt mà ông cậu ông nuôi đâu cả gần cả năm gì rồi. Rồi video mình hôm nay làm tới đây thôi. Chào tạm biệt anh chị và các bạn.